Hoàng Quốc Việt là một trong những tuyến đường mới đẹp nhất và cũng là một trong những tuyến đường trọng điểm của thủ đô Hà Nội, nối thông từ đường Bưởi tới đường Phạm Văn Đồng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới nhà N6 của khu tập thể nằm sâu trong ngõ 120 Hoàng Quốc Việt và cùng làm quen với cậu bé có cái tên rất đặc biệt, Bùi Dương Kiếm Hùng. Tên thường gọi ở nhà là Bốp, nhân vật nhí của ngày hôm nay. Bốp luôn gây ấn tượng với mọi người bởi thân hình tròn trịa, nụ cười lém lỉnh dễ thương. Hôm nay, cả nhà Bốp đều đi vắng. Bà hiện đang đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, mẹ đi làm, chỉ còn Bốp ở nhà với bà ngoại. Nhưng hôm nay, bệnh đau chân của bà tái phát nên Bốp, người đàn ông duy nhất trong nhà nhận nhiệm vụ chăm sóc bà. Thế hôm nay bà dặn con nhé. Bây giờ là con đi cùng với bạn nào nhỉ? Bạn Kim. Bạn Kim, đi siêu thị gì con? TV Max. Đúng rồi, thế con đi cùng bà. Bà đang phải chờ bác sĩ tới khám, không thể đi ra ngoài được. Nên hôm nay, Bốp đã xung phong lĩnh vai trò, đi siêu thị mua thức ăn. Con mua nải chuối. Nải chuối, bà có chân chưa? Chua, con phải mua về bà uống thì mới khỏi chứ, đúng không? Đây nhá, bà là con trai, lần đầu tiên đi siêu thị một mình nên anh chàng được bà dặn rõ rất kỹ. Nhưng cứ mất tập trung thế này thì không hiểu anh chàng có nhớ nổi tất cả những điều bà dặn không đây. Đi một mình không có bà thế này thật ngại, Bốp chẳng muốn tí nào. Nhưng khi sẽ còn đi với bạn Kim thì mọi chuyện lại khác. Kim nhìn thấy bố đau quá đâu không Kim? Kim nhìn thấy bố thì mà đâu. Kim nhìn thấy bố đau. Từ đằng xa, cô bạn thân cũng chào đón Bốp bằng một cách rất đặc biệt. Đây là cô bạn thân Vũ Hoàng Bảo Kim của Bốp, 2 tuổi 10 tháng. Đây là một cô bé rất cá tính, thông minh, lém lỉnh, hay nói và rất hay thích lý luận kiểu bà cụ non. Hai nhà gần nhau nên Bốp và Kim quen và thân với nhau từ lúc còn nhỏ xíu. Cả nhà Kim hôm nay cũng đi vắng hết, chỉ còn Kim ở nhà với dì thôi. Bốp đi đâu anh con? Con đi đâu đấy? Mua đồ ạ? Mua đồ gì đấy? Mua rau. Mua cho ai? Bà. À cho bà. Bố Kim có đi không con? Dì của Kim lại đang bận phải trông cửa hàng của gia đình nên đã đồng ý để bạn Kim đi cùng Bốp tới siêu thị. Quãng đường từ nhà tới siêu thị Fivimart chỉ tầm hơn 800m. Hai bé sẽ phải mua rau muống, sữa và một nải chuối nhỏ. Đối với hai người bạn nhỏ tuổi như Bốp và Kim thì hẳn đây cũng sẽ là một hành trình dài. Không biết rằng đôi bạn thân hạt mít này có thể hoàn thành thử thách hay không đây? Có cái gì không? Hả? Kim làm gì vậy? Bơm gì à Kim? Không bơm. Kim là Kim. Vạn sự khởi đầu nan, hai bạn nhỏ gặp phải chướng ngại vật đầu tiên. Đi rồi Kim, đi rồi cơ mà Kim. Trời dễ thương quá. Sự cố đầu tiên đã khiến bé Kim có sự thay đổi quyết định. Kim về làm gì á? Thôi thì cứ ngồi đây đợi gì đi cùng cho chắc. Trong khi đó, Bốp lại có ý nghĩ khác. Kim chở Bốp đi nào. Kim chở Bốp đi nào. Kim chở đây. Chở tay nhá. Đây chị xem này đi. Ô, hai bạn chưa đi à? Chị đèo con đi. Chị đèo con đi á? Em ở cái ghế. Vâng vâng, chị ngồi đây chị đợi chị. Ý định là chờ dì cùng đi, nhưng khi thấy dì bận rộn bán hàng liên tục, Kim quyết định lại tiếp tục lên đường. Cứ lên đây rồi chở cho, nhưng mà nặng nằm đờ đi, nhưng mà nặng nằm đờ đi. Nặng vậy thì mình đi bộ vậy nhé. Lấy bình cứu hỏa. Em xin lấy bình cứu hỏa. Từ nhỏ Bốp đã rất mê bình cứu hỏa, mong lớn lên làm công an phòng cháy chữa cháy đó. Thôi, đâu đâu Bốp. Còn với ngôn ngữ khó hiểu thế này thì đúng là chỉ có cậu bạn thân Bốp mới hiểu được thôi. Đi đâu? Đi chơi đâu? Đi kẻ chi thì? Mình đi chợ thôi. Mình đi chợ thôi. Mình đi mua rau muống với ba ơi. Chủ đề của những câu chuyện cứ thay đổi liên tục. Giờ chứ. Đối tượng lại là cái loa phường. Thôi chứ, nó không theo dõi nữa rồi. Nó chỉ bé dùng cung Đông Bắc thôi. Thôi bé tôi bị gió Đông Bắc cắn ở chỗ này.
được phải dám bánh gì mà. Bây giờ em đã còn anh đã đi dự cọc em chưa? Anh chưa đọc em thì em sẽ luôn mà không anh. Thôi, đi nước cứ đầu vào nhau. Ngồi ghế kia, chẳng ai dám. Tớ là giác ngộ. Trời ơi, dễ thương quá. Tớ trồng rau được gần đây. Bác bút tay là cái bút tay này. Tay này có bắt tay không? Đường bẩn thế gì mà. Đường không bẩn đâu. Chỉ nhiều cát gì thôi. Giữa đây nhiều cây thế kì mà. Nó đi buồn đôi rồi. Nó không sợ gì đâu. Mà chẳng thấy mẹ đâu. Mẹ tớ đi làm. Tớ phải đi về bóp đây. Bóp thấy Kim giỏi không? Ờ. Xuất khẩu thành thơ hẳn hoi đấy nhé. Bắt tớ thì cao. Tớ không đi mà kì. Mẹ mình bắt tớ. Mẹ mình dám đâu. Cậu ơi là cậu. Mẹ mình đồng nghĩa không. Nhưng mà chỉ là thế là mẹ mình hỏi con. Sao câu chuyện này cứ quen quen ấy nhỉ? Chắc ở nhà Kim thường được mẹ đọc truyện cổ tích Tấm Cám nên đã sáng tạo thành câu chuyện cho mình một cách rất riêng thế này đây. Ai bắt Kim tay này? Ai bắt tay Kim này? Tranh thủ chưa đến siêu thị thì mình cùng ôn lại bài học tiếng Anh mẹ mới dạy đã. Cô là number 2, Kim là number 2, Kim là number 1. Những câu chuyện thú vị và hài hước của hai bạn đã giúp cho quãng đường đi dường như ngắn lại. Siêu thị Vivimart đây rồi, giờ chỉ còn việc mua sắm thôi. Bữa tối này trông chờ cả vào hai bạn đấy. Kim ơi, chỗ đây gì nữa? Đó đây còn gì nữa? Kim lạnh không? Chị không lạnh đâu. Mặc áo ấm thì không lạnh đâu. Hai bạn đi là đâu đây? Đi siêu thị đi. Chị thị vì đi mà. Mua bánh mì thơm không bố? Không. Đúng rồi, vì món này đâu có trong danh sách bà dặn đâu chứ. Bố đi mua rau muống cho bà bố thôi. Mùa này lạnh lắm. Mùa này lạnh lắm Kim ạ. Rau này đâu? Không. Đã tới khu quầy rau rồi, nhưng có một sự cố bất ngờ xảy ra. Ôi, sao lại rủ cả bạn gái dắt mình đi tè thế này? Mà lần sau bố phải nhớ đi vào nhà vệ sinh trong siêu thị nhé. Đi ngoài đường thế này không lịch sự chút nào. Kim đừng đi, có mưa đâu à Kim đi. Té chung đi là Kim. Lấy một loại vỉ thôi. Ông bảo xong rồi để lại. Ông bảo xong rồi để lại. Rõ ràng là bà có dặn mua sữa mà. Sao lại bỏ lại thế? À, vì đôi bạn đã phát hiện ra một thứ rất hấp dẫn. Sao nhanh? Nhanh. Tớ đi. Kim để cho bố đi nào. Kim ơi. Kim ơi. Phần này phải chuộc lỗi với cô bạn thân thôi. Coi như là chắc tới tối mới về tới nhà quá. Thế thì ai đẩy ai đây? Đẩy đi. Đấy. Có vẻ như hai bạn mải chơi nên đã quên mất nhiệm vụ mua hàng rồi. Mà không hiểu Kim giận gì bố hay sao mà cứ bỏ đi đâu ấy. Không, lý do là đây. Ôi, Kim hay quá. Thế mà làm bố lo lắng đi tìm đến mức không hề biết Kim ngay bên cạnh mình. Đây. Mang để cho bà.
Kim hình như ý thức được việc mình lớn hơn Bob vài tháng, nên luôn tỏ ra chu đáo với cậu bạn nhỏ của mình. Ra thanh toán. Chỗ đi ra thanh toán. Cô bán cái này cho con đi ạ. À? Việc này khó, Kim không làm được à? Cứ để đấy, Bob sẽ ra tay. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng với những thứ ở trên cao thế này, thì Bob cũng đành chịu thua thôi Kim ạ. Rất may cô nhân viên siêu thị đã kịp thời xuất hiện. Vậy là việc mua sắm đã hoàn tất. Mau thanh toán rồi trở về nhà thôi. Bạn Kim có vẻ chẳng hứng thú chút nào với khâu thanh toán này. Vậy là nhiệm vụ tại đây đã được hoàn thành, trở về nhà nào. Nhưng không hiểu Kim còn lưu luyến gì thế này nữa nhỉ. Việc phân công sách đồ cho công bằng cũng không là một vấn đề đơn giản. Hay quá, nặng quá, cậu giúp tớ đi. Tớ cầm này. Bỏ tay á. Kim luôn tỏ ra là một cô nàng đảm đang, chu đáo và rất chiều bạn Bob. Nhưng không được, Bob là con trai cơ mà. Chị đang sắp xếp, xem như thế nào. Công thì cầm cả mà. Nặng lắm Kim à. Ừ, phần nặng Kim sách. Nhưng Bob cũng phải giúp chứ. Vậy mới là ga lăng. Với trẻ con chúng mình thì khi bước ra bên ngoài một mình, cái gì cũng là điều lạ lắm, thú vị cần khám phá. Một câu trả lời rất dứt khoát. Càng ngày, những bịch đồ càng trở nên rắc rối. Nhất là khi người ta mới chỉ có 2 tuổi rưỡi, thì bàn tay nhỏ xíu, sao có thể xách hết đống đồ này đây? Đầu đến bây giờ đã rất kiểu cư xử, rất là con trai nhỉ. Cố lên, động viên nhau như thế. Đương nhiên Kim sẽ không lĩnh phần nhiều rồi, vì Kim là con gái mà, bố phải cố lên thôi. Mặc dù tỏ ra khá thờ ơ, nhưng ngay khi Bob gặp rắc rối lớn thì Kim cũng không thể làm ngơ. Về tới nhà chắc đâu muốn ăn chừng 2 tổng một chút, chắc giặt hết quá. Khóc rồi. Khó khăn rồi, lại gặp khó khăn rồi. Ôi trời, thương quá. Nào cũng vui bình minh. Buổi sáng cũng sớm. Cứ cầm ăn hồi rồi. Cái ôm của Kim quả là có hiệu quả rất mãnh liệt.
mọi rắc rối dường như đã được giải quyết. Mà đôi bạn nhỏ lại rẽ đi đâu thế kia? Chưa thấy ai lại đem đồ vào ngồi nghỉ và bày ra ở cửa viện bảo tàng thế này cả. Đống đồ đạc trên tay Bốp khá lỉnh kỉnh, đã gây khó khăn cho cậu bé rất nhiều. Ấy vậy mà, hình như bạn Kim còn chẳng buồn để ý. Kim, mua đồ cho bà cơ mà. Mua đồ cho bà cơ mà. Và làm cách nào để có thể khuân hết tất cả đống đồ lỉnh kỉnh này về nhà bây giờ đây? Kim bà nắng. Đây đứa Kim bà. Chẳng ai chịu sách phần nặng và nhiều hơn cả. May quá, đã có viện binh xuất hiện rồi. Cô còn tư vấn cho Bốp và Kim một cách rất hay để vượt qua khó khăn. Wow. Rất giỏi. Cảm ơn. Vậy là hòa bình đã trở lại với đôi bạn thân rồi. Nhưng tình hình hòa bình này cũng không kéo dài được lâu. Sau một cuộc hành trình dài, bé Kim lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy chút mệt mỏi, chán nản, quyết định phó mặc toàn bộ số đồ cho cậu bạn Bốp. Mệt mỏi, nản chí, có vẻ như đôi bạn thân đã bỏ lại túi đồ ở phía sau để đi về. Con sẽ không bỏ cuộc và con mong mẹ không bao giờ khóc, chỉ có tiếng vui cười ca hát vang vì con muốn nói. Vậy là đã hơn một tiếng đồng hồ mà Kim và Bốp vẫn chưa về tới nhà, khiến dì của Kim thực sự lo lắng. Trong lúc đó, chỉ cách nhà khoảng 100 mét nữa thôi mà đôi bạn nhỏ của chúng ta vẫn đang loay hoay cùng túi đồ rắc rối. Nghe tiếng khóc từ xa, dì của Kim và bà ngoại Bốp đã chạy tới đón đôi bạn nhỏ. Hôm nay ai là số 1 number 1 Kim hay Bốp? Bốp. À Bốp là số 1, Kim là số 1 đúng không? Mẹ ơi yêu mẹ nhất trên đời.